Chào các bạn, vẫn nằm trong khuôn khổ giải vô địch cờ tướng thế giới năm 2017 vừa qua được tổ chức tại Philippines. Thì ở cái vòng năm này, các đại diện Việt Nam chúng ta thi đấu không mấy ấn tượng. Thứ nhất là Nguyễn Minh Nhật Quang đã bị Trang Hoàng Minh của Philippines cầm hòa. Và thứ hai là Đặng Hữu Trang đã bị thất thủ trước Ngô Tông Hàn của Singapore. Còn Nguyễn Hằng Yến thì mặc dù giành được chiến thắng trước Lâm Gia Hân, nhưng mà đây là một cái chiến thắng có sự may mắn rất lớn. Trong đó thì mặc dù Lâm Gia Hân của Hồng Kông có cái thế công mạnh hơn, đó là còn một xe và hai chốt, lúc này đã chuyển đến cái giai đoạn cơ tàn. Còn về phía Nguyễn Hằng Yến lúc này chỉ còn một con xe không. Nhưng mà tại vì bất cẩn cho nên Lâm Gia Hân đã không thể chống đỡ với cái nước mà Nguyễn Hằng Yến lộ mặt tướng, sau đó bình xe qua để mà tạo sát. Cho nên sau đây thì cờ tướng 50 xin chọn ra một cái vận đấu hay nhất trong cái vòng này để mà tường thuật. Đó là vận đấu giữa Vương Thế Nhất của Trung Quốc và Dương Thiêm Nhộng của Tây Mã. Thì đây là một cái vận đấu có thể nói có một cái lối đi quân rất là thú vị. Thì hồi sau các bạn sẽ rõ. Vương ra quân bằng cái thế trận là có cung pháo. Lúc này Nhộng đấm chốt và Vương nhảy mã. Và Nhộng nhảy mã. Thì Vương xuất xe. Thì Nhộng xuất xe. Và tại đây thì Vương tuần xe lên để tuần hà, nhằm tránh lại cái biến bên đen hồng có cơ hội đi pháo 8 tuần 4 để phong tỏa xe. Và tiếp theo thì Nhộng bình pháo để mua đổi, vì để tránh cái cuộc diện là diễn biến theo cái trạng thái cân bằng và hòa hoãn. Cho nên tới đây thì Vương bình xe để tránh mực nước cũng như là đang còn ham sĩ. Cho nên tới đây thì Nhộng tiến hành bổ sĩ. Và Vương nhảy mã. Thì Nhộng lập tức bình pháo. Họ Nhộng sau khi bình pháo thì rõ ràng hai bên đã hình thành một cái thế khai quân hoàn toàn giống nhau, đều dùng quá cung pháo cả. Mặc dù thứ tự đi quân có khác nhau một chút, nhưng mà hoàn toàn không quan trọng. Nếu như cứ tiếp tục tiến triển một cách bình thường, cục thế chắc chắn sẽ mất đi cái tính hấp dẫn, xu hướng hòa hoãn sẽ nhiều hơn. Nhưng mà tới đây thì Vương Thế Nhất tung ra một cái đòn có thể nói rất hay. Đây là một chiêu thức đáng để học hỏi trong khai cuộc. Đầu tiên là tần pháo để mà phong tỏa con mã, khiến cho con mã này không còn cái lỗ nào để đi cả. Nếu như vì muốn giải phóng mã lập tức bổ tượng, thì cái việc mã 2 tần 4 để đi mã quỳ cũng hoàn toàn không thể. Cho nên về phía bên đen lúc này để làm sao giải phóng được quân mã đã đến một cái giờ phút then chốt. Và lúc này Nhộng tuần xe. Thì Vương như đã dự tính từ trước, bình xe để giữ pháo. Thế lúc này Nhộng đã phải thay đổi cái tình hình bằng cái việc là dùng pháo 6 bình 2. Hoàn toàn không thể đi theo ý đồ ban đầu được nữa. Rõ ràng là cái chiêu thức phá rối đội hình của Vương Thứ Nhất đã thành công mỹ mãn. Và tới đây thì Vương như đã dự tính từ trước. Đầu tiên là bình pháo với hai mục đích. Thứ nhất là đưa quân phá này về một cái vị trí an toàn nhờ xe và pháo giữ được ở đằng sau. Và thứ hai nữa là trong những cờ này cũng vô tình cản được quân tượng. Cho nên cũng có một cái điểm rất tích cực ở đây mà chúng ta sẽ thấy rõ sau vài nước nữa thôi. Và Nhậm nhảy mã thì lúc này Vương tuấn xe lên kỵ hà của đối phương để vừa đang có âm mưu là bắt chốt. Tại vì nhìn sơ qua tưởng chừng như bên đen trong những cờ này không thể bổ tượng, ngay lập tức sẽ dần tới một cái hình thế đó là gì? Mất không quân phá lộ 2. Nhưng mà tới đây Nhậm vẫn rất dũng cảm, tượng 7, tuấn 5. Thực ra những cái điều này đều nằm trong tính toán từ trước của Vương Thế Nhất. Chắc chắn là bên đỏ không thể dùng xe tấn 2 để ăn phá được, tại vì lập tức bên đen còn có thủ đoạn nhảy mã lên hà, dùng mã để đánh lại xe. Chắc chắn hai con xe này sẽ bắt được một. Lúc đó chắc chắn bên đỏ sẽ phải nguy hiểm hơn, tại vì cái thế liên quân giữa con pháo trước và pháo sau sẽ không còn được mạnh nữa. Và bên đen hoàn toàn có thể dựa vào đó tranh thủ thời cơ để mà lợi dụng tình huống phản công được. Nhưng mà Vương Thế Nhất tới đây thì vẫn đưa ra được một cái đòn hoàn toàn hòa hợp với những nước đi quân trước đó. Đầu tiên là thoái pháo để mới đôi. Sau những cờ này thì tất nhiên là xe không thể bình bổ được, tại vì ngay lập tức bên đó còn có thủ đoạn là dùng xe để ăn lại con pháo này ngay. Cho nên tới đây thì Nhậm dùng sĩ chém pháo. Và Vương chém lại pháo. Sĩ thoái. Sau khi thoái sĩ như cái biến ở trước thì chắc chắn trong hình cơ này Dương Thiêm Nhậm đang còn phục nước mã 7 tầng 6 để dùng pháo vào mã chóc một trong hai con xe. Cho nên tới đây thì Vương thoái xe về hà. Và Nhậm tuần chốt. Và Vương lúc này tiến hành bổ sĩ. Và Nhậm bình xe. Thì Vương gá thêm tượng. Và Nhậm tuần xe. Thì Vương dùng chốt tuần 1 với hai mục đích. Thứ nhất là đang kiềm chế được quân mã lộ 1. Và thứ hai là phục vụ cho cái mô đồ tiếp theo trong cái việc tìm đường ra của con mã này bằng cái việc là mã 7 tuần 9. Sau đó đấm chốt để mới đổi. Rõ ràng là con mã này sẽ chiếm một cái vị trí rất là đẹp ở đây. Xe tuần lên. Và lúc này Vương nhảy mã. Và họ Nhậm đấm chốt 5. Với cái mục đích rất rõ ràng, đó là đang dùng để mà thông đường cho con xe này, có một cái tác dụng rất tích cực trên cái việc là chiếm giữ một cái đường ngang rất quan trọng. Có thể nói đây là một cái mắt xích yếu đạo buộc bên đen phải chiếm lấy. Nhưng mà lúc này vẫn có một cái giá phải trả, đó là chốt 5 đang còn lơ lửng, hoàn toàn không có quân nào kèm cặp. Và đây cũng chính là yếu điểm để cho họ Vương có thể lợi dụng. Thì chúng ta hãy theo dõi tiếp. Và tiếp theo thì Vương tấn chốt để mời đổi. Và Nhậm bình xe để mời đổi chủ lực. Chốt tấn 1, tượng tấn lên. Và lúc này thì nhận thấy thời cơ đã tới, cho nên Vương ngay lập tức tuần xe để chủ động đổi, buộc xe phải bình qua, rồi sau đó lại lập tức nhảy mã. Lúc này còn đang phục nước là dùng xe tấn 1 chóc đôi tượng và chốt.
Cho nên giải pháp an toàn nhất lúc này vẫn là tầm tượng. Thì Vương bình xe với cái mục đích rất rõ ràng, tiếp theo sẽ dùng xe tấn lên để tạo thành cái thế chốc đôi. Nhưng mà lúc này nếu như bên đen loay hoay đổi phó, lập tức sẽ dùng mã đạp trung chốt. Rõ ràng tới đây thì bên đỏ đã phát huy được cái ưu thế của mình. Tiếp theo thoái một, thì lúc này Vương đầu tiên là dùng mã đạp chốt, xe bình vào, thì lúc này lại dùng chốt 5 tấn 1 để giữ. Và tiếp theo thì Nhậm bình xe, họ Nhậm sau khi bình xe la để chỉnh mã, tưởng chừng như đang còn phục nước, là sẽ dùng xe tấn 2 tạo thành cái thế kiềm chế đối với con chốt ở trung lộ này. Cho nên tới đây thì Vương đầu tiên là thoái mã, Nhậm tấn xe, thì lúc này Vương thoái vào với một cái mục đích rất hiểm ác. Tiếp theo sẽ dùng sĩ 5 tấn 6 để bắt chết con xe này. Cho nên tới đây thì Nhậm không còn cái cách nào khác, buộc phải dùng xe tấn 1, vừa đang phục có thể ăn chốt để mà đè mã. Lúc này chốt tấn 1, xe bình qua diệt chốt chốc mã, thì mã lại nhảy lên. Rõ ràng là quân xe đen sau khi tham lam ăn chốt mang cái tiếng là đè mã, nhưng mà chẳng có tác dụng gì được nhiều, chỉ là thúc đẩy cho nó nhảy lên chiến trường để mà tham gia vào cuộc chiến sớm hơn mà thôi. Ngoài ra trong cửa này, sau khi bên đỏ giành lấy được mũ trung chốt đưa qua sông thì chắc chắn sẽ phát huy tác dụng tối đa trong cái việc là kiềm chế mã. Trong cửa này bên đỏ chỉ cần một bước nữa là tấn xe lên để bắt con mã này, chắc chắn sẽ bắt sống được nó mà hoàn toàn không có con nào giữ cả. Cho nên bắt buộc tới đây bên đen phải đi xe 7 bình 6, không có cơ hội sau khi bên đỏ tấn xe lên thì bắt buộc phải thoái xe về để mà giữ. Thực sự một cái trạng thái rất là đau khổ. Lúc này Vương chỉ cần bình chốt, vừa đăng phục là sẽ tấn 1 nữa để mà đánh xe, lúc đó buộc xe phải ăn lên. Lúc này chỉ cần ung dung dùng xe đoạt mã, chắc chắn hơn một quân, và với cái hình trận này cái việc chiến thắng hoàn toàn dễ dàng mà thôi. Cho nên lúc này thì Nhậm thoái tượng và Vương dùng chốt tấn 1 để đánh xe, xe bình qua, vẫn đang phục là có thể nhảy con mã này lên ngay khi con mã này di chuyển để tạo thành cái thế mới đổi. Cho nên đó là lý do họ Nhậm đã bình xe vào những cái vị trí mà có quân giữ. Nhưng lúc này điều đó đã không thực hiện được, tại vì Vương thứ nhất rất là cao chiêu, đầu tiên là bổ sĩ để đánh xe, xe bình qua thì lại tiếp tục nhảy mã, tiếp tục đánh xe, xe bình ra, lúc này lại tiếp tục nhảy mã, bộ con xe này rơi vào một cái trạng thái không có quân giữ, xe phải bình 2. Và lúc này chỉ cần bình chốt, chắc chắn là con mã này sẽ bị bắt sống, không thể nào giữ được nữa. Cho nên tới đây thì Nhậm không còn cách nào khác, bắt buộc phải bỏ lại chiến mã của mình, lập tức đưa cổ pháo vượt sông, hy vọng là sẽ tập kích kịp để mà tạo thành cái thế tấn công nhất định vào cái cánh trái rất là bơ vơ của bên đỏ vào lúc này. Nhưng mà chúng ta hãy xem liệu điều đó có thực hiện được hay không. Lúc này thì Vương chắc chắn sẽ phải dùng chốt để ăn mã. Thì Nhậm bình pháo, vẫn đang phục là tấn lên chiếu, nhưng mà Vương rất đơn giản, chỉ cần thoái tượng để giữ trước. Lúc này tượng tấn lên, rồi sau đó lại thoái xe để tiếp tục chốc pháo. Và đánh tới đây thôi thì Dương Thiêm Nhậm nhận thấy rằng mình không thể nào chống đỡ được với một cái hình trận vừa thua cả quân chủ lực lẫn thế, đặc biệt là trước một cái vị chiến thần hủy diệt là ngoại tinh Lai Khách Vương thứ nhất, cho nên lập tức đã phải xin thua và chấp nhận ký vào giấy biên bản. Thực sự là một cái trận tốc chiến tốc thắng kinh điển của Vương thứ nhất mà ai cũng phải nể phục, đặc biệt là cái giai đoạn khai quân. Trong đó phải kể đến cái nước là đầu tiên dùng pháo tấn lên để mà đè mã. Thì đây cũng là một cái chiêu thức nằm trong cái bộ cạm bẫy khai cuộc mà Cự Tướng Đam Mê sẽ có dịp truyền tải đến các bạn ở những video sau này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu cảm thấy video này hay thì các bạn nhớ like và chia sẻ để mà tạo thêm cái động lực cho mình ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.